Thông tin đáng chú ý khác, 3 nam thanh niên chở nhau trên một chiếc xe máy lưu thông trên đường bất ngờ lao vào cột đèn đường tử vong. Vụ việc xảy ra tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương rạng sáng nay. Đoạn đường xảy ra tai nạn thuộc phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, cú đâm mạnh đã khiến cả 3 nam thanh niên văng xa hàng chục mét, bị thương rất nặng. Chiếc xe máy cũng văng xa khoảng 30 mét, hư hỏng nặng. Phát hiện vụ việc, người dân đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, cả 3 nam thanh niên đã tử vong tại bệnh viện. Theo một số người dân, thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe máy chở 3 nam thanh niên này chạy rất nhanh.